Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một tựa game mobile mà các bạn yêu cầu mình chơi, có tên là Evil Nun Rush. Thì để mà nói về con game này đó, thì con game này là kiểu giống như Evil Nun Maze á. Chúng ta sẽ chạy trốn trong cái mê cung, nhưng mà cái này thì mình nghĩ là nó sẽ giàu cốt truyện hơn. Và có lẽ mọi người thắc mắc tại sao mình có PC mà không chơi trò này trên PC, nhưng mà tại vì cái này là game mobile nên mình phải chơi nó trên mobile. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào game thôi. Let's go. Thì chúng ta có những phần chơi như là story mode nè, chúng ta có thể khám phá ngôi trường và khám phá những cái bí mật ở trong ngôi trường đó. Còn có thêm cả chế độ vô tận nữa, giống như là trò chơi Evil Maze Endless á. Và mình có một cửa hàng ở đây để coi như cũng là nó bảo mình kêu nạp lần đầu các thứ. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu với story mode thử coi nào. Vậy là cái này chúng ta cần phải chơi theo từng chapter nha mọi người à. Mỗi khi chúng ta thắng một cái màn ở trong một cái chapter thì nó sẽ mở khóa cho mình một cái phần liên quan đến cốt truyện. Và nó còn nói thêm để mà chúng ta có thể chơi được cái chế độ này, chúng ta cần phải sử dụng cái thức ăn đóng hộp hay sao á, là ở trong một khoảng thời gian nào đó thức ăn đóng hộp sẽ được hồi lại và mình có thể chơi tiếp. Chúng ta có chapter thứ nhất là gì đây, gồm 12 level với lại nó tên là lớp học. Wow, quầy quá, cái này cũng như cái chậu mấy cung vậy nhờ. Cái này là mình cần phải tìm chìa khóa hay sao, mình thấy cái chìa khóa đây nè. Ok, vào là tốn một cái lọ dưa muối đấy. Ok, cái gì đây, hoàn thành level lần đầu tiên, hoàn thành level lần thứ hai hay gì á, nó kêu mình hoàn thành cái level đó nhiều lần à. Ủa cái này y chang cái Evident Maze luôn mà. What, cái gì đây? Rồi chúng ta phải thu thập đồ và lấy chìa khóa các thứ, và lấy chìa khóa thì mới mở được cái cửa trốn thoát nè. Và cái chìa khóa này nằm rải rác ở trong cái mê cung, chúng ta cần phải tìm nó. Vậy là mình cần phải tìm hai cái chìa khóa hả? Rồi ok, đã hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ đi và gặp cái bà Evil Nun đó. Ok, chúng ta có cái chìa khóa đầu tiên ở đây. Bà Evil Nun đó ở đâu mình không biết. Đây. Rồi. No shit man. Bà cũng đi chậm chậm mà chứ không có lẹ. Nhưng mà đi kiểu nào đây? Wow. Đây rồi. Mình có thể dụ bà ta qua đây. No. Có kỳ giấy. Rồi đó, mình đã qua được đây. Nhưng mà cái chìa khóa còn lại chắc là ở đâu đó quanh đây này. Yeah, let's go. Chúng ta đã lấy được hết chìa khóa rồi. No man. Má ơi, kỳ vậy trời. Ủa rồi, đã lần này là nó sắp xếp khác với lần trước, nó sắp xếp ngẫu nhiên hết trơn á. Rồi tìm hai cái chìa khóa bả đi rồi. Wow. Ủa, bả thấy mình không? Bả thấy mình rồi, chuồn thôi. Ok, con có thẻ bài ở đây. Shit. Shit, gì vậy trời? What, buồn cười thế à. Á chà, ngay cả cái màn đầu tiên mình chơi không được nè, sao kỳ vậy. Hey. Ê, một cái chìa khóa ở đây. Ở đây có ai không? Không. No, sao kỳ vậy trời? Ủa? Hết hộp đồ ăn rồi, sao mà chơi được nữa? Nó không cho mình chơi nữa kìa. Nó bảo mình phải chờ gần tiếng đồng hồ nữa mà chơi nữa hả? Đùa. Chơi vậy mà chơi lại. Trời ơi, nó mất mình nạp lần đầu. Trời ơi, sao giờ đến sao giờ? Mình không đủ mua gì hết trơn á. Thực ra là mình có một phương pháp rất là hay, mình chỉ cho mọi người coi luôn nè. Mình chỉ cần vào cái mục setting của điện thoại mình nè, tắt cái này đi, và sau đó mình có thể chỉnh cái giờ mình lên một tiếng đồng hồ đi. Nghĩa là bây giờ con game nó nghĩ là mình đã cho qua được một tiếng đồng hồ rồi đó, và khi vào lại thì nó sẽ hồi hết cho mình, phải không ta? Ủa sao kỳ vậy? Được rồi nè. Được rồi nè, nhìn đi, một lọ một tiếng đồng hồ hả? Đùa. Thế là mình phải thoát ra, mình chỉnh khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Đấy, mình đã có 3 lọ trở lại rồi, mặc dù mình không cần phải chờ. Mình chẳng biết bao giờ mình mới thắng được cái màn 1 nữa. Màn 1 chơi không được rồi, sao mấy màn kia trở lại. Cái bà đó cứ kiểu bà chặn đường mình hoài, mình không biết chạy đường nào luôn á. Cứ toàn bị cùng đường xong mà chết không à. Ê, chìa khóa này nè. Đấy, hay rồi. Rồi, tìm thêm cái chìa khóa còn lại thôi. Cái này là cái gì đây? No. Ê. Ê, rồi. Đừng, làm ơn đừng cùng. Đấy, rồi. Oh yeah, chúng thắng thôi. Yes. Để coi là mình đã hoàn thành nó trong bao nhiêu giây nhờ. Nếu là mình hoàn thành trước 45 giây đó, mình sẽ được ngôi sao thứ hai. 3 sao luôn. Ôi chà, mình cũng đồng thời thu thập hết được 3 cái thẻ bài luôn. Hay thế nhờ. Rồi giờ ổn, nó mở khóa cho mình luôn cả chế độ vô tận này, nhưng mà mình không hứng thú cái đó. Giờ mình muốn chơi mở khóa cốt truyện nè. Cốt truyện hả? Nãy giờ mình có thấy cái gì đâu mà liên quan đến cốt truyện ta. Chắc là phải chơi nữa hay sao á. Yeah. Thì chính là màn 2, hoàn thành dưới 1 phút 30 giây. Mình nghĩ là cái màn nó sẽ dài sao nó mới nên bảo mình là 1 phút 30 giây. Rồi chúng ta cần phải tìm bao nhiêu cái chìa khóa nhờ? 2 chìa khóa thôi, không có mệt gì nhiều cho lắm. Đây rồi, mới đây thôi đã tìm được một chìa khóa rồi. 3 kia rồi, đứng ở đó luôn. Giờ tìm cái chìa khóa thứ hai, nó nằm ở đâu nhờ? Nằm ở đâu? Bye bye, tôi đi đây. Mình sợ chỗ này đường cùng á, nó chặn đường mình chạy không được. Đây rồi. Yeah, oh no. Thì chúng ta phải lách qua. Ok, chúng ta sống rồi.
Yes, chuồng thôi. Rồi lối thoát ở đây. Yeah, nhanh gọn lẹ. Đúng là dưới một phút luôn. Wow. Wow, để coi có được 3 sao không? Để coi được 3 sao không? Được 3 sao không? Ủa? Hai lầu à? The fuck? Chúng ta phải chơi hai lầu liên tiếp à? Đừng có đùa vậy chứ. Oh man, cái gì vậy trời? Ờ. Này, no, đừng có đùa vậy chứ. Nếu tôi chết thì tôi phải quay lại đầu lầu kia hả? Lầu cũ hả? Mũ kia đâu? Mũ kia đang ở đâu? Ờ, bà kia. Bà thấy mình rồi, chết rồi, chết rồi. Mình có thể dụ bà ta qua cái đường bên đây. Bà ta đi khá là chậm rãi. Rồi, dụ bà ta qua đây. Ok, được rồi, let's go, đây rồi. Đây rồi. Ơ, à, này, chết rồi. Ơ, không, 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 không. Không, làm ơn đi, làm ơn đi. Ơ, được chạy à. Tôi phắn anh, tôi sủi à. Yeah, để coi. Rồi, đã mình mới nhận ra là mình đâu có thu thập hết được ba cái thẻ bài đâu. Chắc là được 2 sao hay gì đó, để coi. Ủa, ý nó giữ 1 phút 30 giây là hai cái lầu với 1 phút 30 giây luôn hả? Trời, what the hell? Oh wow. Rồi, chúng ta lại tiếp tục với story mode nè. Đây chính là màn 3 và nó có tận 3 lầu nha. Ồ, vậy mấy cái màn sau thì sao? Mấy màn sau có cái màn 6 lầu luôn kìa. Trời ơi, sao chơi? Một cái chìa khóa nằm ở đây. Ồ, kìa, ồ, sao gặp sớm vậy? Đây, ồ, nhanh gọn lẹ nhờ. Không, bye bye. Oh, quên, cái này có tận 3 lầu nha. Khá là căng á. Đây. Ở cái này gỡ kiểu nào? Ở chắc cái này gỡ không được đâu, nó chặn đường mình là mình chỉ có chết thôi à. Đâu, hướng này có ai không? Hướng này không có ai. Vậy là phải quành qua đây. Qua đây có gì không? Ơ kìa. Ơ chạy kiểu nào đây? À ok, có thể chạy qua kiểu như thế này. Đây. Ờ, làm rớt rồi mà có nghe không nhờ? Chắc có nghe. Mà thôi chạy. Chúng ta thắng rồi. Yes, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Phải không? Thắng rồi. Yeah. Đây mới là lầu thứ hai phải không? Còn thêm lầu nữa. Đây đã. Hồi nãy mình thấy là đồng hồ nó báo là 1 phút 6 giây phải không? Nếu chúng ta làm cái lầu này dưới 1 phút á thì có thể là mình sẽ được 3 sao. À chà. Ấy, hai cái chìa khóa luôn. Ê. Hay. Một cái chìa khóa ở đây. Rồi thêm cái chìa khóa nằm ngay đây luôn. Nằm gọn trong tay luôn. Rồi ok, bây giờ chỉ cần thoát thôi. Nhưng mà cánh cửa nó nằm ở đâu nhờ? Để coi hướng này có hướng này hai bên luôn hả? À ok. Đây. Oh no. Giờ phải dụ bà ta kiểu nào sao cho nó lẹ nè. Nhưng mà ở đây mình thấy nó cùng đường quá. Chết rồi, sao dụ đây? Sao dụ đây? Trời ơi. Cứu. Cái gì? Mấy người bắt tôi chơi lại à? Trời ơi, sao dễ vậy được. Đâu? Ấn xem quảng cáo coi. À. Rồi. Đây. Ủa kỳ vậy? Nó cho mình xem quảng cáo mà còn thêm nữa là nó bắt mình chơi lại à? Nó còn nói cho mình thêm là mình phải chờ khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa mới có thêm mấy cái lọ thức ăn này nữa hả? Thôi mình chỉnh tới 11 giờ đêm luôn đi. Thực ra cái màn hồi nãy kia không, ban đầu mình có được 2 chìa khóa nhưng rốt cuộc mình chết gì vậy á? Chắc là do mình xui lắm luôn mọi người. À chết rồi, bây giờ mình có thấy mình xui nữa. Đâu? Ơ này, không. Wow, khá là gần đó nha. Đây. Oh yeah. Được rồi. Giờ chỉ cần thắng thôi, không cần được 3 sao cái gì hết trơn á. Họ đưa đi đây. Trời ơi, lý ra bà có thể phi cái búa vào mặt mình lúc mình ở trong thang máy luôn á, nhưng bà không làm vậy. Đây, một cái chìa khóa. Rồi, ở đây thêm một cái đồng xu và cái chìa khóa đây luôn, rồi chúng ta kết thúc game liền luôn. À không, chưa hẳn đâu. Giờ tìm cái cửa mới là vấn đề nè. Với lại bà ta có đứng canh cái cửa không á mới là vấn đề nữa. Đâu rồi? À đây rồi, bà ta có xuất hiện bất ngờ không? Hello. Hên quá. Đúng đâu là mình bị bả đập vô đầu. Trời ơi, giờ chỉ cần là hoàn thành nó nhanh nhất có thể là mình sẽ được có ngôi sao thứ 3. Giờ mình thấy cái chìa khóa đầu tiên luôn rồi nè. Yeah. Rồi. Hay thế nhờ. Rồi. Nhưng mà cái cửa nằm ở đâu? Cứu với, cái cửa nằm ở đâu rồi? Ở đây không thấy cái gì hết. Chết rồi. Có khi bả đứng canh ngay cái cửa nữa. Ở kia rồi. Ờ, chỗ này vụ bắt cái nào ta? No. Shit. Đây rồi, ok. Có lẽ là mình sẽ sống được. Đây rồi. Ok. Dưới 2 phút nha. Ba cái màn dưới 2 phút luôn nha. Được không? Ô này hình như là mình được 3 sao hay gì không ta? Để coi. Oh my.
Nịch thấy giờ. Rồi thêm này là cái gì đây? Hình cái nút gì nè. Mình thấy cái nút này giống như cái nút ở trong cái Evening Maze á, Maze Endless á. Rồi, rồi chúng ta tắt màn này là. Oh no, cam bị lỗi rồi. Ôi sao kỳ thế nhờ, cam nhiên khi không cam bị lỗi mình thấy sợ ghê. Mọi người sẽ không được thấy cái mặt của mình lúc mà bị hù. Ok không? Hello. Cam ổn không? Chắc vẫn ổn. Rồi, để mà giải được câu đố này chúng ta cần phải ấn cái nút theo trình tự. Thì nếu như mọi người có xem cái video mình chơi cái con game Evening Maze thì mọi người cũng đã biết cái này. Tại vì yeah, nó cũng y chang cái đó thôi. Rồi, giờ chúng ta cần phải tìm cái nút đó và ấn cái nút đó thì chúng ta sẽ mở cánh cửa đó hay sao ấy. Rồi, cái nút nó nằm ở đây. Giờ chỉ cần hướng vào nó. À, đây, hay đó. Hướng vào đây. Ồ, mình sợ bà đứng ngay sau lưng mình á. Chúng ta là phải ấn theo ông một bó cho bà đi lẹ vậy. No, lần này bà đi lẹ vậy. Trời ơi. Nó đi lẹ vậy, chết rồi. Holy, nó đang cái đây luôn hả? Đùa, 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 đùa hả? Bà là thấy mình tim đâu rồi, chết tôi rồi. Kiểu mình sợ ở chỗ là khi mình ấn nút với là mình không thể nào nhìn phía sau lưng mình. Nên là có thể bà ta sẽ tấn công bất ngờ là lúc nào đó mình không hay. Bây giờ là... lẹ lên coi cậu bé. Yeah, let's go, let's go, let's go. Đi thôi, đi thôi. Wow, cũng hên đấy chứ. Rồi, tìm cái tầng cuối cùng mới thôi là chúng ta sẽ thắng cái màn này. Cái nút nó ở đâu? Cái nút nó ở đâu? Please help me. Where is the button? Đâu mất tiêu rồi. Ê, bà ta đi khá là lẹ đó nha. Bà ta đi khá là lẹ đó. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Ê, ê, chỗ này đi sao? Oh no, man. Chết rồi. Ok, ok, ok. Được, 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 được. Chúng ta có thể sống sót được nếu chúng ta ăn hên. Bây giờ là kiếm cái nút nè. Mình ghi lại cái nút nó nằm ở trong ngay cái phòng mà mình có thể đi luôn hay sao á. Không, không phải đây hả? Không phải đây thì... À, yeah. Chúng ta sống rồi. Ok, let's go. Ok, đi thôi, đi thôi. Ok, bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Yeah. Rồi, chúng ta đã thắng cái màn này rồi nha mọi người ạ. Để coi là chúng mình được bao nhiêu sao nè. Ô, cái gì kìa, cái gì kìa. Mình đã được thêm cái gì ta. Nó tăng cho mình khả năng có thể với cái vật ở xa hơn. Như vậy thôi nha. Mình nghĩ là chúng ta chỉ chơi như đây thôi. Con game này thực sự là nếu mà muốn hoàn thành thắng nguyên cái phần này á thì nó khá là lâu, nó khá là khó. Được rồi, thì trong video ngày hôm nay mình chỉ chơi như đây thôi nha mọi người ạ. Thì nếu như mọi người thích video thì mọi người hãy cho mình like, một share và đừng quên subscribe cho mình và đừng quên cái chuông nhận thông báo được kênh nhá. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại.